chào cho nhá, theo ông này xem các bác đi gặt lúa nhá. Bây giờ mới được đoạn, bây giờ mới được đoạn này thôi, tí nữa nửa đường đâu. Chưa gánh bao giờ nó đau lắm, đau vai lắm. Lấy cái ấy đây, lấy cái bao ấy. Ra anh bó đây, bó đi. Bố to to tí được bác. To hơn hơn ấy. Gánh đây thì những ông tầm cỡ 60 tuổi trở lên mới gánh được, còn 50 tuổi trở xuống cũng không quen gánh được. Ngày xưa là 60 tuổi trở lên thì là gánh, ngày xưa ăn công điểm ngày xưa. Còn thời bây giờ không gánh không nữa ấy đâu, nó đè vào vai đau ngay vai. Tôi nhớ thời thì tôi làm cái ký xong là ông quý cái biết này, cũng gánh một chuyến 120 cân thì được 120 cân một chuyến. À, toàn mà báo nhúng nhăng. Khác gì phân này, đưa rụng lũy đổ xong là này. Về báo như thế, cáo như thế ngày được 7 tạ, 18 tạ, mỗi chuyến 2 tạ. Thế còn đi đưa ra suối này này, dìm thùng xuống là về. Cái máng, dìm máng là về. Ở ngày kéo được 6 chuyến mà mỗi chuyến 2 tạ. Thế là ra suối này dìm úp đời úp đuôi cái máng cho nó suối nó trôi đi ra. Về báo cáo ra ruộng đổ rồi. Còn cái ruộng mía này tút lúp lên, còn các ruộng khác thì chẳng bao giờ lên, là cái ruộng tút lúp nó gần mà cứ đổ ruộng mía này. còn lúp mà. Ừ. Gần nhất thì đổ. Bản máng của tôi hai tạ đâu, dưới là toàn trâu trâu, xong là ở trên tí cái phân đặc, phân đậm đặc ấy, còn dưới toàn trâu trâu, xong đi xèo đi nó nắc nó đổ hết. Cái rác của cái rơm này quật ra này. À, toàn cái đầu hạt thóc này nó quạt ra. Không đưa nửa lần nữa, cũng là bùm nhẹ ở trên tí, lấy tí phân sạch để bỏ vào. Cái phân nó giận cả ngày nó cũng chả lún tí nào. Còn vụ núa này, ở tí ven bờ được vụ được mấy cây, còn ở trong nó cứ quấy đục cứ chạy. Chả vụ được tí núa nào. À, ngày xưa toàn chân trâu mới này cái gì bò thai lùn mới cái gì. Đập này là vụt có 3 vụt thôi, 3 vụt đã vất ra rồi mà không vụt khỏe là vụt hơi thôi, 3 vụt vất luôn. Mới rụng là khoảng già là nửa bông. Một nhà mà nó cho độ khoảng một suất rơm thì cũng phải được vài ba yến thóc. Này nó oi. Ua tí gió này. Không có một tí, gọi là một tí teo gió này. Gạt thế này phơi sướng, gạt thì nóng. Không gánh quen thì cha bé nhà có gánh bao giờ đó. Rồi nó vào nó đè vào cái xương bả vai đau lắm. Mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi.
Hôm nay lúa đẹp, cái nàn nó vàng ươm. Mấy nhà cái nàn nó xanh nét này, chắc lúa chả ra gì. Chưa, nó không thèm cần mẹ cơ, nó lên, nó bảo đi lên bố ôm ngủ, bố cuốn chăn, cuốn chăn lên. Thấy mình đi xuống bếp lên, rửa tay lên, thấy cuốn cho ngủ nó lành. Hai bố con hôm nay ngủ thế. Anh cho em xin một cái gọi là bài phỏng vấn. Chào lắm. Đưa vào cánh cùng ấy, đưa cái này đưa vào cánh cùng, sát cánh cùng đỡ lên là không nặng. Buồn thọc tùa thế. Thích chưa, cười, đang cười to lắm đấy. Thôi chết dở, đang chết dở. Không thấy chú Linh đâu. Nhắc rồi, nhắc tiền một rồi. Hết nghiệp. Bố, bố giặt rồi thôi. Ông Quỳnh có tí kia ông gặt, chắc là gặt tuốt hay gánh về, chắc gặt tuốt. Được giờ mới tuốt, không được giờ tuốt thóc nó đọng vào trong nhiều. Ừ, bác mơ như thế là làm sân thì phải cột ở giữa nhưng làm sao nó tải được. Cột giữa chứ không, không tải đâu. Nó dài nó không tải đâu, gãy mái. Mà không ấy thì phải là nằm kèo ấy. Kèo chữ V. Kiểu là kèo hai tầng ấy. Không, nằm kèo to, nằm kèo to chứ áp như chữ A thì không gãy được. Ừ. Ba vụ ngô nếu mà thắng là đủ. Ôi, cháu thấy hấp dẫn nhưng mà mấy ủng hộ ông ai chỉ thế. Xin chào tạm biệt nha. Anh cứ trao.